Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của sửa chữa laptop 24h.com. Với những bạn mà đang sử dụng Windows mà muốn thay đổi giao diện cũng tùy biến cái giao diện nó theo cái phong cách cũng như tính cách cá nhân của riêng các bạn ấy, thì việc đầu tiên chúng ta cần làm đó chính là thay đổi cái avatar hiển thị trên máy tính. Cái avatar này ấy, thì nó sẽ hiển thị ngay ở cái màn hình đăng nhập lúc các bạn mà nhập mật khẩu, hoặc là nó sẽ hiện ở ngay cái menu Start ở góc trái màn hình như thế này. Thì trong video ngày hôm nay, sửa chữa laptop 24h.com sẽ hướng dẫn cũng chia sẻ tới các bạn cách để có thể thay đổi được cái avatar này ở Win 10 cũng như cả Win 11 nhé. Với cách đầu tiên, cách này thì nó áp dụng được cả với những bạn mà đang sử dụng những cái phiên bản Windows mà mình không tiện nói ở đây thì các bạn tự hiểu nhé. Và cả với những bạn mà đã sử dụng những cái phiên bản quyền cũng được, thì các bạn có thể thay đổi cái avatar trực tiếp trong cái tài khoản cũng như trong cái local account ở trên máy tính Windows của chúng ta bằng những cái bước đơn giản sau đây cho mình nhé. Bước 1, các bạn mở menu Start và nhấp chuột vào cái mục tài khoản. Tiếp đến các bạn chọn vào mục là Change Account Setting cho mình. Ở mục Your Info này các bạn chọn vào mục Browse để tải cái hình ảnh lên. Và tiếp tục chọn vào mục Choose Picture để chọn cái hình ảnh mà các bạn muốn thay vào làm avatar đại diện trên cái máy tính của chúng ta. Các bạn có thể chọn bất cứ một cái ảnh nào tùy vào cái nhu cầu sở thích của các bạn. Sau khi chọn, các bạn đã có thể thêm cái ảnh đại diện mới vào trong cái tài khoản này rồi. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể tự chụp mình trực tiếp bằng cái camera trên laptop, máy tính nếu với các máy tính PC các bạn đã có lắp camera. Sau đó các bạn có thể canh chỉnh cho đến lúc các bạn thấy ưng ý rồi nhấn chụp. Cách số 2 đó là với những bạn đang sử dụng những cái tài khoản Microsoft hoặc là với những bạn đã có sử dụng Windows bản quyền, thì bạn có thể thay đổi trên cái tài khoản Microsoft này mà khi các bạn đăng nhập vào bất cứ một cái máy tính nào thì nó sẽ đồng bộ cũng như là tự động thay đổi cái hình ảnh của bạn trên theo cái tài khoản Microsoft đấy luôn. Để thay đổi được cái ảnh đại diện trên Microsoft này, đầu tiên các bạn sẽ phải truy cập vào trong cái trình duyệt cho mình. Và tiếp đến các bạn truy cập vào cái website của Microsoft. Ở đây thì các bạn có thể điền email cũng như số điện thoại hoặc là tài khoản Skype của các bạn. Nếu các bạn có sẵn rồi có thể nhập vào, hoặc là nếu các bạn chưa có ấy, thì các bạn cũng có thể tạo cho mình một cái tài khoản bằng cái email hoặc là với cái tài khoản Google của các bạn cũng được. Khi các bạn đã đăng nhập vào thì các bạn hãy nhấp vào cái biểu tượng hình người để thiết lập cái hình ảnh đại diện của bạn trên cái tài khoản này. Sau đó các bạn có thể là chọn update và chọn thay đổi cái avatar cũng như cái hình ảnh đại diện trên cái tài khoản này. Sau khi các bạn thay đổi thành công cái avatar trên cái tài khoản Microsoft ấy, thì các bạn tiến hành đăng nhập cái tài khoản Microsoft đấy vào trong một cái thiết bị máy tính của bạn. Ví dụ như ở trên một cái laptop này, các bạn sẽ chọn vào đăng nhập cũng như là thêm cái tài khoản Microsoft vào trong máy tính. Ở đây thì các bạn có thể thấy ngay là cái tài khoản Microsoft đã được đăng nhập và cái avatar hình ảnh đại diện cho cái máy tính chúng ta sẽ là cái hình ảnh mà trên cái tài khoản account Microsoft của bạn ấy. Và trên đây thì là hai cách cực kỳ đơn giản mà sửa chữa laptop 24 giờ muốn chia sẻ với các bạn để có thể là thay đổi được cái avatar trên máy tính, giúp các bạn có thể là tùy biến một cái giao diện cá nhân nó hay hơn cũng như là phù hợp hơn với cái phong cách của các bạn. Và nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích thì hãy đừng quên để lại cho chúng mình một like và một subscribe nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.